chắc hẳn ngay trong chúng ta cũng có ít nhất một lần phải di chuyển bằng các phương tiện công cộng như xe buýt, xe khách. Và trên những chuyến xe đó cũng có vô vàn chuyện dở khóc dở cười, điển hình nhất là ngủ gật gì quá mệt. Nhưng có lẽ không phải ai cũng gặp may mắn tìm được một bờ vai vững chãi để tựa vào trong suốt quãng đường dài như cô gái trong bức ảnh dưới đây. Mà không chỉ có thế đâu nhé, anh chàng còn lên mạng tìm kiếm với hy vọng sẽ gặp lại bạn nữ này nữa đấy. Đó chính là câu chuyện cực dễ thương của Trường Giang trên chuyến xe khách chạy từ Thái Bình lên Hà Nội. Theo đó, chàng trai kể lại. Chiều chủ nhật ngày 29 tháng 9 mình có gặp bạn này lên sau và ngồi cùng băng ghế với mình. Lúc sau bạn ấy ngủ ngon quá mình không dám động đậy đến nỗi điện thoại mình rơi không dám cúi xuống nhặt vì sợ bạn ấy thức. Ô cũng là cái duyên cái số, nếu bạn có trên này thì liên hệ mình nhé, xin lỗi bạn vì chụp ảnh mà chưa xin phép nhé. Có bạn nữ tựa vai mình ngủ ngon lành thế này thì làm gì có ai nỡ động đậy nhỉ? Quả thực tình huống dễ thương bao nhiêu thì chia sẻ của Trường Giang cũng chân thành bấy nhiêu. Thậm chí dù chẳng làm lộ mặt cô gái nhưng anh chàng vẫn xin lỗi vì đã chụp ảnh thì đúng là vừa ga lăng lại lịch sự rồi. Vì vậy mà ngay lập tức, nhiều chị em đã nhao nhao nhận mình là người mà anh chàng cần tìm, em đây anh ơi. Thật ngại quá, cảm ơn vì anh đã cho em tựa vai nhé. Nếu có cơ hội em mời anh đi cà phê, cảm ơn nha. Là mình đây, cảm ơn bạn cho mình dựa đầu lúc say xe. Nếu có duyên thì tôi bi con tờ riêng bạn nhé. Liên hệ với Trường Giang, anh chàng cho biết bạn nữ ngủ trên vai mình khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau đó xuống trước nên không kịp xin thông tin. Còn việc chia sẻ lên mạng là vì lần đầu tiên gặp tình huống này nên chỉ muốn tìm lại bạn nữ để làm quen, không nghĩ lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Trường Giang cập nhật một chút thì đến thời điểm hiện tại, Giang vẫn chưa tìm được người cần tìm. Thế nhưng phía dưới bài đăng, một dân mạng cũng trên chuyến xe này đã xuất hiện và cho biết có thể bạn nữ học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Gia Lâm vì cùng điểm xuống với mình. Cứ đà này thì Trường Giang sẽ sớm tìm được người mà thôi. Chưa biết kết quả cuối cùng ra sao nhưng fan này hội pha lại tích cực rủ nhau.